thứ nhất, linh thuộc on mic là vịnh cực chất. Và điều thứ hai, là nhắc lại cái điều thứ nhất. Điều thứ ba, là cơ sự cứ phải thật nice. Người ta thích linh vì linh thuộc, chứ không phải vì linh đẹp trai. Và linh ăn phải đủ hết rau và hành, không hẳn là trai ngoan, không phải là good boy Hà Thành. Nếu còn chưa rõ về linh thuộc thì đây là bad một chút boy, nên chỉ bad một chút thôi, nhưng mà nói chung vẫn là lành. Còn là cái người mình làm beat, xin vững như một từ, thế là có được lyric. Xong rồi đập thêm một chút flow, cũng thêm một tí ở delay. Nên cho dù có là beat free thì vẫn cứ gọi lead. Họ tìm đến tao bởi vì những điểm chung tương ứng, nên họ vẫn thường nói rằng I love you bạc bạc bạc. Thân hình gầy gò, bonus thêm cả khung xương cứng, thì chỉ một chấm là say đắm. Còn hai chấm ngoạc 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 và wow wow. Check it out now, khiến mày lao đao, không cần thiết phải lằng nhằng. Sao 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 sao, mày muốn làm sao sao. Mới thằng Tây thì bao bao, còn lần tụi thì bằng bằng. Mày không biết gì về tao, nhưng mày thanh chế súng mà không biết gì về dao. Trong khi bọn nó cảm thấy ok về được nó nề về những món cơm, thì tao lặng lẽ làm việc thật sự như một mật vụ đến từ nón sơn. Và tao khuyên mấy thằng quách thì đi ra đi, vì tao có thể chấp mày một mắt giống như là Kakashi. Tao vẫn làm việc xuyên đêm giống như là dân IT, vì tao vẫn luôn muốn được như Big Bang để fan toàn VIP. Nhìn đồng hồ, giờ nào cũng là giờ on mic. Đi lên bằng đôi chân không cần làm trò hơn ai. Linh nó không về phong vào bạn, mong thành công và trông thành đạt. Thế nên là phải lên để xin ý chữ của mấy thầy đồ online. Mấy thầy đồ online.